Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Gà. Video ngày hôm nay Gà sẽ tiếp tục thử quân mai của mình với 60 lần rap Castering. Gà có một cái group Discord dành cho những anh em mà chơi Diablo. Vào đó có thể chơi đồ, giao lưu, tán gẫu. Nói chung là anh em newbie nên vào. Tại vì Gà hay farm đồ mà có dư, Gà sẽ thể là cho anh em để anh em có thể dễ dàng farm hơn. Gì đây? Có hút máu, có mana, hết rating nhưng mà không có gì cả. Gì đây? Lại là hết rating, mana, energy. Quá nhẫn cùi không vậy trời. Trời đó ơi, có on kháng ngon nè. Mà không có dòng gì hết. Yo à, có kháng, có hồn mana. Ui, cái tội nhẫn dở không vậy trời. Ôi, hút máu 8% luôn, có kháng lửa luôn. À, không có gì hết. Wow, 4 kháng luôn kìa. Còn energy, mana, không có gì luôn. Trời ơi, 4 kháng nè. Trời đất ơi, sao kỳ vậy ta. 4 kháng ngon quá trời luôn mà không có dòng nào hết. Lại là maximum down, what the fuck. Tới giờ cái dòng maximum down là một maximum down mà còn lại là dòng cộng energy. Trời, nãy giờ gần 10 cái rồi đó, không ra được cái gì luôn. Quá, cái nhẫn này có 18 trend này, nhìn thấy ngon chơi không, mà ví dụ nó có kháng phát từ cái ray rồi. Sao xui, lần nào ráp nhẫn cũng xui. Trời ơi, cái này có hút máu, hút mana. Mà nó không có trend. Trời ơi, sao gặp mấy cái nhẫn này hoài vậy ta? Khó hiểu ghê luôn á nha. Ây gư. What the fuck? Trời, đủ. Không lẽ số tôi xui vậy sao trời. Mình không có duyên với lại ráp nhẫn rồi. Cái trend. Lên. Ôi, có hút máu nè. Trời đất ơi, ráp nhẫn không còn ngày. Cái gì á trời, má không hiểu nổi luôn á. Không hiểu nổi luôn. Lên. Ờ, phải tới cái trade này. Ồ, được tính kìa. Oh my god. Nhưng mà nó không có cái điểm train có Onisiten ngon nè. Có hồn mana. Cái nhẫn này cũng tạm ổn hết chứ. Có hồn mana nè. Cái mana nhưng mà nó không có điểm train thôi. Nếu cái này mà có điểm train nữa là ok lắm á. Chiếc này ok lắm. Sau hồi ráp thì cũng được. Một chiếc rồi tạm ổn. Chiếc này. Again.
Hút máu, điểm dead. No. No. Nói cho mình bỏ cái trò rắp nhẫn quá, xì đà quá. No. Rắp lần nào cũng ra đồ dở mất. Thật sự luôn á. Đó, còn ra gì không? Lại à, tích rây tinh hình như ra, à, tích rây tinh hơi bị nhiều quá. À, hết bực rồi đó. Hút máu, 4 kháng. 4 kháng này ngon cái sợ, 17, 20, 17 kìa. À, hút máu mới ghê chứ. Sao lại mà na lại nên để xếp mà được mỗi chiếc này nhìn thấy ổn nhất nè. Chiếc này nè. Được cái hút máu nè. Và bốn cái kháng. Mà cái kháng này cũng cao hết. Còn 17, 20, 10 không ngon. Cái này cũng tạm ổn. Đeo vô mấy con mà thiếu đồ đeo vô cũng được hết chứ. Ờ, hút máu 7 kháng. Ok. Charge. Charge. Oh my lord. Có phải là cái tray thì không có dòng nào ngon hết. Charge. 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 À luôn. Quá trát luôn. Này là quá trát luôn. Level quá cao 96. Lại trát. Lại trát. Máu, energy, mana, kháng 5, má ơi luôn á nha. Trời đất ơi. Really? Nữa. Hút máu, trời đất ơi. Không ra được cái nhẫn nào. 96 luôn mà ra, chát vãi. À, đúng là không có hy vọng gì luôn á trời. Energy, 4 mana, 4 trên, quá thấp. Quá chán luôn. Good play. Energy minimum, trời đất ơi. Còn kháng mà không có gì hết. Nào luôn. Bốn, ba kháng.
Ông sẽ tầng 11 và không được cái gì hết. Đúng là không có gì số gì được mấy nhẫn nè. Chắc nghĩ ráp mấy nhẫn thôi, không chơi ráp nhẫn nữa. 20 trên hút máu 4% mà không được gì hết. Chán thiệt luôn. Thì đó là 60 lần ráp catering của gà. Thì không biết là sau này gà có thể tiếp tục ráp cái đinh này nữa không. Gà cảm thấy là mình không có duyên với lại cái việc mà ráp catering này cho lắm. Anh em có cảm nghĩ như thế nào thì anh em có thể comment phía bên dưới nha. Nếu thích video thì nhớ like và share video. Còn nếu là người mới thì nhớ bấm vào subscribe một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gà up lên trong tương lai. Nếu muốn support cho channel thì có phần ví Momo với PayPal. Ngoài ra anh em có thể add với tác gà và donate gear cho gà ở trong game. Bye bye anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.